Bây giờ chúng ta sẽ nói tới việc phát âm các thuật ngữ mà kết thúc bằng -itis. Ở đây mình có một cái thuật ngữ mới, đó là thuật ngữ gastritis. Trong các bài trước của mình thì mình nói về thuật ngữ này khá là nhiều. Đấy chính là the inflammation of the stomach. Khi mà các bạn phát âm các thuật ngữ kết thúc bằng -itis, các bạn hãy nhấn trọng âm vào -itis, gastritis. Đây là một thuật ngữ mà trọng âm của nó sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên của hậu tố gastritis. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc một số thuật ngữ mà kết thúc bằng -itis. Giả sử như chúng ta có từ vựng là myositis, mình có phiên âm ở dưới nha các bạn nha. Myositis. Đây là thuật ngữ nói về tình trạng viêm của cơ, the inflammation of the muscles. Nếu như mà chúng ta muốn nói hiện tượng viêm của ruột non thì chúng ta sẽ dùng thuật ngữ là enteritis, the inflammation of the intestine. Nếu như mà chúng ta muốn nói về thuật ngữ là viêm của đại tràng, tức là the inflammation of the colon, thì chúng ta sẽ dùng thuật ngữ là colitis. Trong đó gốc từ col nghĩa là chỉ về colon, là đại tràng. Chúng ta sẽ có từ là colitis. Mình là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ái Duy. Chúng ta đang sử dụng sách thuật ngữ y khoa tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu ở trang số 36 và 37 với học tổ itis.